Trong clip số 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trang kính, một ứng dụng của Google Drive để thu thập thông tin. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào địa chỉ drive.google.com. Rồi, giao diện hiện ra thì Google Drive sẽ bắt các bạn đăng nhập. Các bạn hãy sử dụng email mà các bạn thường thường sử dụng ạ. Giao diện hiện đây thì để mình cho các bạn xem cái ứng dụng của Google Drive mà mình đã sử dụng. Thì cái ứng dụng trang tính nó giống như là một file Excel, tuy nhiên thì file Excel này được public lên mạng để cho nhiều người cùng có thể sử dụng được. Thì nó giống hệt như một cái file Excel bình thường, không có gì khác cả. Trên này chúng ta cũng có thể dùng hàm cho tính toán này, nhập số liệu vào đây, vân vân. Rồi, hôm nay các bạn đợi lâu, chúng ta hãy bắt đầu. Trở lại phần Google Drive, tạo mới Google trang tính. Điều đầu tiên các bạn phải làm là đặt tên cho cái trang tính này. Ví dụ, xin lỗi, vừa có một cái máy bay bay ngang qua. Tiếp theo, sau khi các bạn đã đặt tên xong rồi, chúng ta hãy xác định cần thu thập những thông tin nào, chúng ta sẽ ghi in đây. Ví dụ như bây giờ mình có thông thập tin như sau. Họ tên, mã sinh viên. Ví dụ như vậy, chúng ta cần thu thập hai thông tin này ha. Thì chúng ta hãy tạo hai cột chứa hai thông tin này. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ, khi mà các bạn kéo chuột di chuyển xuống dưới này thì cái tiêu đề với cột này, đây là gọi là tiêu đề cột ha, nó bị khuất đi mất. Thì để nó không bị khuất thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn click chuột vào đầu dòng, click vào phần xem, chọn cố định một hàng. Như vậy thì cái tiêu đề của cái dòng đầu tiên nó sẽ được cố định lại. Đó, nó sẽ không bị thay đổi khi mà các bạn kéo chuột. Cái này sẽ tạo thuận lợi cho cái người ta nhập dữ liệu vào đây cho nó chính xác hơn. Rồi, vậy là xong. Sau khi các bạn đã tạo xong và bạn cố định xong rồi, chúng ta sẽ chia sẻ cái này cho nhiều người để cùng sử dụng. Cụ thể là chúng ta chia sẻ cho cả lớp luôn. Các bạn click vào phần chia sẻ, click vào phần này. Rồi, các bạn chỉnh cái thuộc tính là bất kỳ ai có liên kết đều có thể chỉnh sửa. Sau đó các bạn copy cái đường link bên dưới, Ctrl C, xong. Các bạn sẽ đăng cái đường link này lên mạng. Ví dụ như mình sẽ gửi mail hoặc là Facebook gì đó, chẳng hạn như mình có Facebook nè. Rồi mình sẽ đăng lên Facebook. Giả sử như vậy. Như vậy thì nhiều người có thể click vào cái đường link này để mà cập nhật thông tin vào trong đây. Rồi, giả sử như mình có cái đường link này rồi ha, mình sẽ click vào đây, mình nhập thử một cái thông tin vào đây. Các bạn lưu ý nha, mình đang mở hai cửa sổ nha. Mình sẽ nhập thông tin của mình lên đây. Rồi, sau khi mà enter, mình sang cửa sổ thứ hai mình xem thì nó sẽ hiển thị thông tin như này. Và đây nó hiển thị là 2
cái biểu tượng, tức là có hai người đang truy cập. Đây, hai người đang truy cập. Ok. Rồi, sau khi mà các bạn đã cập nhật thông tin một thời gian xong rồi, các bạn có thể tải cái này về tệp, và các bạn vô phần tệp chọn tải xuống dưới dạng Microsoft Excel. Rồi, như vậy thì nó sẽ tải cái file này về cho các bạn để các bạn xử lý ở trên máy các bạn cho nó tiện, đỡ phải lúc nào cũng phải đỡ phải mở mạng lên nào. Rồi, xin hết.